Ba việc ở đời càng lười càng tạo phúc. Quý vị thân mến, lười không phải là không tham gia lao động học tập, không phải là bất cần chẳng thiết gì nữa, mà là một loại thái độ tự tại trong cuộc sống. Lười cũng là một loại trí tuệ, một dạng xem nhẹ, cũng là thể hiện của sự tu dưỡng. Lười đôi khi lại là một kiểu thái độ sống tích cực, nên được khuyến khích để xã hội thêm phần tốt đẹp. Lười là một hành động không nên cổ suý, nhưng thế gian có ba việc càng lười càng làm tạo phúc. Quý vị có biết đó là gì không ạ? Hãy cùng lắng nghe bài chia sẻ sau đây của chúng tôi và hãy cùng suy ngẫm quý vị nhé. Một, cái lười thứ nhất, lười vận động, ít bàn tán, đơm đặt chuyện thị phi. Trong ba việc càng lười làm sẽ càng tạo phúc. Lười động miệng, ít bàn tán, đơm đặt chuyện thị phi là cái lười đầu tiên nên được khuyến khích thực hiện. Mỗi người đều có hai đôi mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, nhưng chỉ có một cái miệng. Vì vậy chỉ nên nói những gì thật sự nên nói đúng lúc và đúng chỗ. Họa từ miệng mà ra. Có rất nhiều mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống hàng ngày đều bắt nguồn từ việc rảnh rỗi ngồi bàn chuyện thiên hạ. Để tăng cường phúc báo, mỗi người nên thường xuyên nhắc nhở bản thân, không nên lấy chuyện của người khác để bàn tán thị phi. Hãy cứ lo cho yên ổn chuyện gia đình nhà mình đi đã, rồi hãy lo chuyện thiên hạ. Trong các mối quan hệ xã giao, trong việc giao tiếp hàng ngày, chúng ta cũng cần chú ý đến cách nói, chừng mực, điều gì nên nói, điều gì không nên. Đừng có nói xấu sau lưng người khác. Như vậy, chỉ khiến bản thân tạo khẩu nghiệp, châm ngòi cho mâu thuẫn và xung đột. Học nói lời cảm ơn, tăng đại phúc đại khí. Ông bà ta có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cũng là vì lẽ đó. Thêm một người bạn là bớt đi một kẻ thù. Vì vậy, bớt bàn tán thị phi, chúng ta sẽ tránh xa được hận thù, gây dựng được mối quan hệ hòa hảo với những người xung quanh. Khi những người thù ghét mình ít đi, bạn bè sẽ nhiều lên. Việc gặp khó khăn sẽ được mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Đó là nguồn gốc của phúc khí, cần phải nhân rộng hàng ngày. 2. Cái lười thứ hai, lười động thủ, bớt ra lệnh và chỉ huy. Ai cũng có những nét cá tính riêng biệt, tạo nên một thế giới đa sắc màu, nên không thể ép buộc ra lệnh hay cho người khác làm những điều mà họ không thích. Người thích chỉ đạo, điều khiển người khác dễ khiến mọi người xa lánh, ít ai tâm phục, khẩu phục. Mỗi người sống trên đời, hãy làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình. Không phải việc của mình thì không nên xen vào. Sự can dự thái quá của bạn đôi khi sẽ gây họa cho người khác hơn là giúp cho họ. Chúng ta sống cuộc sống của chính mình, chẳng ai có thể quyết định thay được. Vì vậy, cuộc sống của người khác, chúng ta cũng nên để họ tự quyết định, dù họ có là người thân hay bạn bè tốt của ta. Chỉ đạo tốt, có thể chúng ta sẽ ghi điểm, lập công. Nhưng một khi có sai sót, xảy ra nhầm lẫn, thì người đầu tiên bị trách chính là ta. Trong gia đình, không nên chỉ tay sai khiến áp đặt bạn đời hay là con cái. Hãy để cho nhau một chút không gian riêng, cuộc sống gia đình sẽ hài hòa, êm ấm. Việc gì cũng muốn nhúng tay vào, việc gì cũng hỏi, thì bạn tự nhiên sẽ bị ghét. Giữ một khoảng cách vừa phải tự nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp. Mỗi người là một cá thể độc lập, chỉ có giữ một khoảng cách nhất định, chúng ta mới tránh được sự va chạm và không bị đau. Làm người lười một chút, bớt tính toán, bớt bàn tán, bớt chỉ huy, đó là những thói quen sống tích cực, là một dạng trí tuệ, cho thấy sự khôn ngoan và là cách tích phúc khí cho chính mình. 3. Cái lười thứ ba, lười động não, ít toàn tính thiệt hơn. Phiền não mà mỗi người phải đối mặt hàng ngày
phần lớn đều được tạo ra từ nhân tâm của mỗi người. Tâm hẹp đi, phiền não tự nhiên sẽ nhiều. Tâm rộng ra, phiền não tự nhiên sẽ tan biến. Cuộc đời nở hoa hay bế tắc là do chính chúng ta tự quyết định, chứ không phải là ai khác. Lười động não không phải là không có đầu óc, không có tầm nhìn, mà chỉ dành sự quan tâm cho những điều cần thiết, cốt lõi nhất. Còn những thứ vụn vặt không nên giữ lại cho nặng đầu. Có như vậy thì tâm trạng mới nhẹ nhõm, thoải mái và dễ chịu. Hãy luôn nhớ rằng, trong cuộc đời dù gặp phải bất cứ khó khăn nào, cũng hãy đối mặt với một thái độ bình thản và lạc quan nhất. Đó mới là cách cư xử của người khôn ngoan. Cứ so đo tính toán lợi ích thiệt hơn, chỉ có bản thân bạn là người thua thiệt. Người lạc quan, phóng khoáng như vậy là người có phúc khí nhất, khổ nạn nào cũng sẽ vượt qua. Mọi thách thức trong cuộc sống chỉ khiến họ trở nên kiên cường hơn mà thôi. Tự chung lại, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng nên duy trì thái độ sống lạc quan, tích cực và cố gắng làm nhiều việc thiện để tích đức về sau. Hãy cứ gieo những hạt mầm yêu thương, bạn sẽ nhận được trái ngọt hạnh phúc. Quý vị thân mến, cuộc đời có nhiều việc không như mong muốn của chúng ta, cả ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Làm thế nào để tăng cường phúc khí, xua đuổi chướng khí, để cuộc đời viên mãn, hạnh phúc và đầy đủ hơn? Rất đơn giản, hãy học cách nói lời cảm ơn. Sau đây là 3 thái độ sống giúp cuộc đời khang trang. Phú quý không tìm mà đến. Quý vị hãy cùng lắng nghe và hãy cùng suy ngẫm, quý vị nhé. 1. Hòa nhã dù bạn là bất cứ ai. Người xưa cho rằng một người đàn ông tốt cần có 5 đức tính: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nhân được đặt lên đầu tiên bởi đó là đức tính quan trọng nhất của người quân tử. Một người đàn ông đích thực là dù ở địa vị cao vẫn đối xử tốt, hòa nhã với mọi người xung quanh và không bao giờ tỏ ra hách dịch. Theo sử ký, vua Tống Nhân Tông luôn giữ sự hòa nhã với người khác và được nhân dân hết mực yêu mến. Trong một lần Tống Nhân Tông dùng bữa, ông đột nhiên ăn phải hạt sạn lẫn trong thức ăn, khiến răng đau nhói. Cung nữ hầu hạ bên cạnh thấy vậy liền vô cùng hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống và liên tục nhận lỗi. Tống Nhân Tông không những không trách phạt mà còn ân cần nói với cung nữ rằng: chuyện hôm nay không cần nhắc đến nữa. Mạnh Tử từng nói, yêu người sẽ được người yêu, trọng người sẽ được người nể. Để có thể đối xử tốt và hòa nhã với mọi người xung quanh không phải là chuyện đơn giản, nhất là với cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, có những lúc áp lực mệt mỏi, không kiềm chế được cảm xúc. Những lúc như vậy, bạn nên cố gắng giữ im lặng, hạn chế đẩy tiêu cực của bản thân cho người khác. Vì nếu không như vậy, bạn chỉ có thể nhận thiệt hại cho bản thân, đồng thời rắc rối của bạn cũng không hề được giải quyết. Bởi vậy mới nói, ở vị trí cao có thể luôn giữ được vẻ ngoài dễ mến chính là sự tu dưỡng tốt nhất của một người. 2. Quan sát để hành xử. Trên một diễn đàn hỏi đáp có một câu hỏi được rất nhiều lượt tương tác như sau: những người có EQ, chỉ số trí tuệ cảm xúc cao, sẽ biểu hiện như thế nào? Câu trả lời được mọi người hưởng ứng và khen ngợi nhất đó là: người có EQ cao là người biết nhìn sắc mặt của người khác, hiểu chuyện, biết cách ứng xử uyển chuyển khôn khéo trong mọi trường hợp. Một người muốn phát triển không chỉ cần có tính siêng năng trung thực, mà điều quan trọng là học được cách quan sát lời nói và hành vi của những người xung quanh, để từ đó có những cách ứng xử hợp lý. Ở nơi làm việc, nếu bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được ý kiến, nhu cầu của lãnh đạo, thì bạn không chỉ nâng cao được hiệu quả của công việc mà còn có được nhiều cơ hội phát triển hơn trong công ty. Khi bạn học cách quan sát, bạn sẽ có thể xử lý mọi mối quan hệ một cách hoàn hảo và dễ dàng. 3. Tự giải quyết vấn đề của mình. Một bộ phim truyền hình Trung Quốc khá ăn khách gần đây mang tên Bạn đồng hành hoàn hảo rất đáng để chúng ta xem và suy ngẫm. Nam chính Tôn Lỗi
do sai lầm nên làm mất đi công việc ổn định. Mặc dù ngay sau đó anh đã tìm được một công việc mới, tuy nhiên với một người đã quen với sự nhàn nhã, hoàn toàn không thể thích nghi với công việc mới, có cường độ làm việc cao. Vì vậy, chỉ sau 3 ngày làm việc, Tôn Lỗi đã bị cho nghỉ việc. Cuộc sống sẽ không vì bạn khó khăn mà buông tha cho bạn. Căn nhà của Tôn Lỗi bị dột trong cơn mưa đêm. Người vợ đang mang thai, bị sẩy chân, ngã mất đứa con. Càng khoản lãi suất, chi tiêu tài chính của gia đình đều dồn hết lên người Tôn Lỗi. Gánh nặng, áp lực chồng chất, nhưng anh luôn giữ cho riêng mình. Tôn Lỗi không muốn làm vợ thất vọng, cũng không muốn để con gái nhìn thấy sự bất lực và khốn khổ của chính mình. Tuy nhiên, giấy không gói được lừa, vợ anh vẫn phát hiện ra bí mật mất việc của anh, cuộc hôn nhân của họ cũng lầm nguy. Đối mặt với sự nghiệp và cuộc đời đang lao dốc, người đàn ông trung niên 40 tuổi này chỉ biết uống rượu và khóc thầm giữa đêm. Bởi vì anh biết rằng cuộc đời sẽ không cho anh cơ hội để nản lòng. Và khi trời sáng, anh sẽ phải tiếp tục nghiến răng mà tiến về phía trước. Tôn Lỗi tự động viên bản thân, không được từ bỏ, dù là làm công việc bình thường nhất, cũng phải lập được thành tích. Anh ấy muốn trở thành niềm tự hào của con gái mình, và anh ấy muốn dùng hành động để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Có một tác giả nổi tiếng đã từng nói rằng, niềm vui và nỗi buồn của con người không nối liền nhau, và sự sụp đổ của người lớn cũng không cần khán giả. Vì vậy, khi rơi vào tình trạng khó khăn, chúng ta không nên đặt niềm tin và hy vọng vào người khác, cũng như không nên kể với mọi người về nỗi bất hạnh của mình. Bởi vì những người ghét bạn sẽ thầm vui mừng, và những người quan tâm đến bạn sẽ cảm thấy áy náy khi chỉ có thể gửi cho bạn những lời động viên. Hãy im lặng và tự tìm cách giải quyết vấn đề của bản thân. Quý vị nhé!